Thân mến chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem thêm ba cái mẫu đồ chơi dùng pin nữa. Rồi, mời các bạn xem chi tiết vào màn hình nhé. Đầu tiên mình sẽ review đó là cái mẫu Hell Vespa đứng xe thăng bằng. Các bạn nhìn chi tiết vào sản phẩm ha. Sản phẩm này cũng rất là dễ thương các bạn. Sản phẩm này nó hoạt động bằng ba viên pin các bạn, được lắp ở dưới bánh xe tròn á. Cái bánh xe tròn á thì nó sẽ xoay qua 360 độ, gặp vật cản thì tự động tránh gai dấu khác. Các bạn xem chi tiết ha. Cứ đụng vật cản là nó sẽ tự động tránh gai dấu khác. Ngoài ra thì ở trên cái tay của con Hell Vespa thì có cầm một cái kẹo thì nó cũng có đèn luôn các bạn. Và ở dưới bánh xe tròn hai bên á thì nó cũng có rất là nhiều đèn led khi con Hell Vespa hoạt động các bạn ha. Khi các bạn bật công tắc lên thì sản phẩm nó sẽ hát nhạc đèn led, và đặc biệt là mình chơi ban đêm rất là dễ thương. Các bạn xem ha. Mẫu thứ hai mình muốn review cho các bạn xem đó là cái mẫu đình heo. Mẫu này thì nó cũng rất là đẹp các bạn. Nó cũng không thua kém gì cái hậu mẫu mà con Hell Vespa đứng xe thăng bằng. Thì các bạn nhìn chi tiết nè. Sản phẩm này thì nó cũng hoạt động bằng ba viên pin luôn. Hết pin thì chúng ta thay pin thôi. Dưới bánh xe với bánh xe tròn các bạn cũng xoay 360 độ nha các bạn. Gặp vật cản thì nó cũng tự động tránh gai chỗ khác luôn. Thì ở trên cái đình heo á nó cũng có một tay cầm. Ba mẹ thích thì mình lắp tay cầm vào cho con em chúng ta đi chợ, đi lễ hoặc đi công viên. Còn nếu như mà ba mẹ cảm thấy nó hơi phiền á thì mình tháo tay cầm ra thì con em chúng ta vẫn chơi được đồ chơi dùng pin. Thì những mẫu mã này là những mẫu mã mà thuộc về cái lồng đèn trung thu các bạn. Thì lồng đèn trung thu nó cũng gần đến rồi. Nó cũng là đồ chơi dùng pin luôn. Thì mình review sớm cho các bạn xem, nếu các bạn cảm thấy mẫu mã nào được á thì các bạn lấy về bán. Rồi, mẫu tiếp theo mình muốn review đó là con mèo Kitty đứng xe thăng bằng. Mẫu này thì nó cũng giống như cái mẫu mà con Hell Vespa đứng xe thăng bằng vậy đó các bạn. Thì nó hoạt động cũng dùng ba viên pin luôn, hết pin thì chúng ta thay pin thôi. Nó cũng có cán nè, tay cầm, thích thì ba mẹ tháo ra, còn không thích thì ba mẹ gắn vào, thì cho con em chúng ta cầm đi chợ đi chơi cũng rất là dễ thương. Ở dưới thì có bánh xe, nó cũng bánh xe tròn đó các bạn, thì cứ chạy đụng cái vật cản hoặc đụng một cái chướng ngại vật gì đó thì cái sản phẩm nó tự động tránh ra. Đèn led các bạn ha, khi bật công tắc lên thì sản phẩm có nhạc đèn led, nhạc thì theo cái nhạc nền các bạn nha. Thì những sản phẩm này là những sản phẩm mà thuộc về cái lồng đèn trung thu mà cũng là đồ chơi dùng pin. Thì nếu ba mẹ cảm thấy đẹp thì mình mua về cho em ta chơi. Còn như các bạn mà đi buôn bán cảm thấy những mẫu mã nào đẹp thì mình cập nhật xem coi những cửa hàng đồ chơi ở lân cận hoặc là ở những địa phương mình có hàng chưa. Nếu có thì mình có thể lấy về bán. Thì những mẫu mã này mình thấy ở ngoài thị trường cũng rất là nhiều anh chị và cô chú buôn bán, đặc biệt là ở những cửa hàng mà tạp hóa các bạn buôn bán rất là nhiều. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một cái mẫu mã mới ha. Xin cảm ơn rất nhiều.